À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch đốt phá thế giới của đế quốc Hung Nô. Vâng. Ở trước thì mình, các bạn có thể thấy nhìn thấy là mình đang có rất nhiều các anh định mình phải tiếp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Và tạm tạm trong cái chỗ mà mình nhìn thấy là có 17, còn chưa kể chỗ này nữa. Đấy, này khách đông này chết dở nhỉ, sức người có hạn mà các anh cứ đòi nhiều thế này sống làm sao được. Thôi được, cứ để biết thế mà để mình xem tình hình là mình phải xử mấy cái thằng spy của nó đã, mấy cái thằng điệp viên này của nó lằng ngoằng đó, may ha bữa ấy. Đây có thằng spy này, mình rất ghét cái bọn spy này luôn. Nó chuyên đi nó phá hoại quân đoàn mình. Thế thôi à? Mày chỉ thế thôi à? Mình nghĩ là mình phải cho quân cắm trại đây đã. Mình nghĩ là phải cho các quân đoàn đứng gần với nhau một xíu. Tengri guides my steps. Còn quân đoàn nào nữa nhỉ? Thirsty for battle. Starting out. À, và mình nghĩ là mình sẽ phải bổ sung quân thêm cho một đơn vị quân nào đó. Ví dụ như đơn vị này chắc phải bổ sung thêm mấy con xạ kỵ nữa. Hai. Để bổ sung quân nữa. Nhưng mà tiền của mình không nhiều, mình sợ âm tiền lắm. Mình sợ là khả năng đợt sau mình sẽ bị âm tiền. Âm thì mình cũng phải mua quân, nếu không mình rất khó mà đánh được. Kể đã. Còn kế hoạch trên này thì là ngăn chặn các đơn vị quân này của nó có thể tiếp viện cho khu vực bên dưới. Mình nghĩ là như vậy. Khả năng cao chỉ có thằng Sassanid nó dám đuổi mình thôi. Rồi tốt quá, thành công một thằng, thành công. Thằng Sassanid thì nó dám đuổi mình thôi. Bọn kia thì khả năng cao là chưa có gan. Hoặc nó có xuống được mình cũng không sợ, bởi vì quân của nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thằng Sassanid thì quân của nó khá đặc biệt đấy. Nó có rất là đông, nó khá là đa dạng. Gây rồi, mình mới được cầm chân được một quân đoàn của nó. Như vậy có nghĩa là còn vài quân đoàn nữa. Thôi rồi, kệ. Nó chưa thể xuống ngay được. À, chúng ta sẽ phải bổ nhiệm các cái tướng lĩnh vào các vị trí. Attila bây giờ mới chỉ là hiệp sĩ nổi tiếng thôi. Để chinh phục vĩ đại này. Bạn đồng hành đáng tin. Còn ai được nữa? Chúng ta có mấy cô con gái này nhưng mà chưa tìm được người nào thích hợp để gả. Nhiều anh em thì phần lớn chơi các bạn sẽ sử dụng cái giải pháp đó là cho nó như thế nào nhỉ? Nói như nào nhỉ? Cho phép lấy các cái tướng lĩnh này, để về nó thêm về gia tộc của chúng ta, thành con rể của chúng ta. Nhưng mình thì hay thích xuất ngoại hơn. Tức là mình cho các cái công chúa của mình để lấy các cái để qua lượt đã. Lấy các cái vương công quý tộc của các cái quốc gia khác để mình lấy điểm ngoại giao. Đồng thời thực ra cái này nó giống nhau lịch sử không? Nói chung thì bây giờ bình quyền bình đẳng rồi thì phụ nữ nói chung có quyền như nam giới. Nhưng cái đây chúng ta đang chơi ở cái thời kỳ là năm 400, 400, cái thời kỳ mà rất là cổ đại. Thời kỳ này thì phụ nữ chỉ giống như là một công cụ cho giới đàn ông thôi. Họ, những người phụ nữ không có tiếng nói gì cả. Phần lớn là như vậy, tất nhiên có một số trường hợp đặc biệt không nói, nhưng mà phần lớn phụ nữ chỉ là công cụ trong gia đình cũng như trong chính trị hay là xã hội như vậy. Các bạn nữ bây giờ rất là tuyệt vời rồi, đã có quyền bình đẳng, được đối xử công bằng như các bạn nam. À, đó là một cái sự phát triển của xã hội. Chúng ta đang ở một thời kỳ đặc biệt và chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang có phải sử dụng các cái đặc điểm của thời kỳ đó. Và bây giờ thì kệ bọn Sassanid thôi, xem thằng nào tiến xuống. Mình sẽ cầm chân vài ba quân đoàn của nó.
Mình sẽ cố gắng để cho nó không thể tiến được hết các quân đoàn xuống. Tất là nhất là những cái quân đoàn full như kìa. Nó đang có 8 quân đoàn đúng không? Mình 9 quân đoàn. Chính xác là 9 quân đoàn. Rồi. Mình không sợ lắm bọn này. Mình sẽ chặn ở cái eo này. Để thắng lợi quan trọng này. Xuân đi khai. Lấy vợ à? Cũng được, cho nó lấy. Và chúng ta âm 72 đồng. Đấy không phải một con số gì đáng lo lắm. Bởi vì là thanh niên này chắc phải xây nhà lính rồi. Để có thể khi cần bổ sung quân. Chúng ta sẽ up bọn này lên xem nào. À tốt quá, chúng ta có thể nâng cấp được đội ngựa này đây rồi. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh để hồi quân đã. Tốn khá nhiều tiền. Nhưng chúng ta còn 6.000. Thoải mái đi. Yes. Mình nghĩ là mình sẽ cầm chân thêm vài quân đoàn của nó nữa. I like wrecking things. That didn't go well. Khó thế cả. I am the knife in the dark. If I put this here, I am the knife in the dark. Oh, ám sát tướng này của nó luôn. See them to their ancestors. I have seen it done. Khỏi về. Rồi mình sẽ cầm chân được thêm một quân đoàn nữa. Nó mất tướng thì nó cũng bị hạn chế tầm di chuyển này. Có lẽ mình cứ ám sát xem là tướng nào của nó mạnh, mình ám sát trước. Bọn tướng 3 sao này ở trước này, 4 sao này. Đây rồi. Giết tướng là nó cũng nguy hiểm rồi. Tướng của nó nhiều sao lắm, giết tướng trước. For the gods. Ready for nó chưa làm gì được mình đâu. Come, sit. Share my fire. Chúng ta bổ nhiệm các tướng lĩnh đây rồi. Chúng ta đang ở cái không bị trừ thì luôn tăng một đoàn kết và một trung thành. Xuống nước này thì tăng được 2 trung thành nhưng mà giảm tí tiền. How can I help? Mấy thằng spy của mình. Mình sẽ ám sát hết mấy thằng tướng này của nó mới được. Toàn tướng cấp cao thôi. Nó mà đánh là mệt lắm. Rồi mấy thằng này rút quân à? Tốt. Sassanid, một thế lực ở Trung Đông. Bọn này nó cắm ở đây, nó không kiếm được lương thực và nó chết đói. Bởi vì là tại sao? Quân của chúng nó đi ra cái vùng này hoàn toàn bị mình đốt rồi nên nó không có cái tiền đâu mà thu nhập mà. Mình chỉ không biết là thằng Tây La Mã nó có còn sống được đến thế nào. À, rút bớt lực lượng. Từ từ nhá. Ám sát hết cái đội tướng này của nó đã, cho toàn tướng cùi lên cầm quân đó. Thì cơ hội thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Có vẻ thấy không ăn được bắt đầu rút à? Thông minh đấy. Mà nó đông này mà nó không dám ăn mình. Ok chạy hết à? Ăn sát vua nó luôn rồi này. Ăn đâu? Ủa, chết cả vua luôn. Được. Thằng này của mình hổ báo thế nhở? Ôi, mày chết. What? The shadows stay. Giới tinh túy của chúng mày chết. Ai già. Chết cả vua rồi. Chết vua của nó rồi, thử mình đàm phán xem nó có được không. Vua của nó vừa bị chết trận. Be welcome, emissary. Chưa biết thằng nào lên ngôi. Nhưng chỉ biết là thằng kia đã dẹo. What do you want? Blood then, I can go no further. Mày láo đúng không? Mày thích láo đúng không? Mày thích phơ anh à? What the gods? À?
tới nhá. Chỗ này phải cẩn thận đấy. À, quân đoàn này mạnh lắm, 4 đội xa kỵ. Starting out. Ăn được. Ready for more orders. Ra đây á, xử thằng này cho anh. On the move, lads. Starting out. Ready for action. Quả này nó sẽ chạy, chắc chắn luôn. Quân đoàn của chúng ta chưa hồi phục nhiều. À, hồi phục tốt rồi. Nó chạy rồi. Đúng rồi. Chạy lên đấy à? Từ. Not possible. Chạy hơi xa đấy cụ. Chúng ta hết quà tiền. Gods be praised. Excitement. Hơi xa để có thể cắm trại. For the gods. Ready for battle. I will send them into the dark. My path is far. Tengri guides my steps. Chưa thằng nào dám xuống đâu. Is there nothing else? Chết rồi, hết tiền, nguy hiểm quá. Có một thanh niên không cắm trại được phát là mất nhiều tiền quá. Remember, our ancestors watch over us. Warriors all. Ready for action. Quar be praised. How can I help? Mình phải tạm thời chưa xây dựng cái này đã. Qua liệt này đã không sống được. Còn Sassanid này, mình chưa biết nó định làm trò gì. Đảo này thì xa quá, mình sợ di chuyển sang đi đường biển mình bị chúng nó quay mất. Mình muốn đốt lốt mấy thằng ở trên đảo đấy cho nó hết luôn, nó còn mỗi một cái thành trên cái đảo đấy không? Mình phải tích được tiền để mình đi qua biển đấy, mình còn có tiền đấy. Có tiền mới đi qua biển được. Bởi vì mình cần thu nhập. Đi qua biển là mình không cắm trại được thì mình sẽ cần phải có. Hoàn toàn không có thu nhập gì luôn, là mình phải có tiền thì mình mới đi được chứ. Để tăng nhanh, tăng mạnh vào cái nhánh xảo quyệt để nó giảm áp kíp xuống. Lại kéo quân xuống à? À, lại kéo quân xuống. À, ui. Bọn này. Cứ thằng tướng tiên phong của nó ám sát hết. Thêm một thanh niên nữa, hổ báo. Không sợ, bọn này không dám đánh đâu. Lên bờ phát chết ngay. Không đốt được cái thành to kìa nhỉ. Mẹ. Vụ này không giải quyết xong thì không đi đâu được. À, hay quá. Một thanh niên biết rút lui rồi, thất bại chí mạng, tình báo địch. Mày. Come, sit, share my fire. Âm 300. Yes. Yes. What? Tướng cấp 2. Đây, giết thằng tướng cấp 4 này trước này. I am the knight in the dark. I will let you. Những thằng tinh tú nhất của lực lượng của nó phải giết trước. That worked out. Ây chà. How can I help? Dark shadows loom. Yes. Mày. Cứ như thế thì nó làm gì còn quân để mà đánh mình nữa. What do you want? The shadows take them. Rồi. Mất tướng thì không hồi cắm được trại. Không cắm được trại thì không hồi được quân. Cho mày chết. On the move, lads. Rồi, không âm tiền là được. For the gods.
a soul will fly. Khử hết mấy thằng tướng xịn của nó đã. Fortune springs from failure. Cấp cao như này vẫn xịt. 1.3. What do you wish of me? Tướng cấp 2 à? For the gods. Their blood will enrich our soil. I have failed my people. Nhưng mà mình không có nhiều tiền để mà đi ám sát này. Ám sát xong thì phải đánh luôn nhỉ? Bọn này nó chưa phát triển xe bắn đá để cuối. Kinh. Không dám trèo lên bờ. Đông thế nhỉ? Chỗ này không tốt à? Chắc là mình phải sang bờ. Không lẽ lại để sót lại một thành ở Hy Lạp không đốt à? Thằng spy là ngon nhất nhỉ? Thằng này là đúng không? Tướng 3 sao, 2 sao, 1 sao không quan trọng. 4 sao này. Ăn thằng 4 sao cho anh. The shadows take them. I have seen. Trời ơi. Đúng rồi. Yes, what? I will lend them. How can I help? The shadows take them. Chỉ mỗi thằng đấy nó ám sát tốt, bọn này ám sát tồi quá. Hết tiền, nguy hiểm quá nhỉ. Không được rồi, không có cưa ở đây được rồi. Không có quay ở đây được rồi. Máy bắn đá cỡ lớn, tốt rồi. Nhưng mà không có tiền mà mua. Không có thêm đội kỵ binh gì đấy. Kỵ cung Thảo Nguyên. Bọn này kém. Bọn này thì cận chiến tốt hơn nhưng đạn dược lại ít. Ôi ơi, upkeep cao vãi trưởng này làm sao nuôi được nhỉ? Hết tiền. Thirsty for battle. Who are be praised? How can I help? For the gods. Căng. Who are be praised? How can I help? Một ngàn một cái xe bắn đá. Di chuyển lên trên kia đánh cái thành của nó. Liệu ăn được không mới là vấn đề. Nhưng khả năng cao hình như nó cũng không dám xuống đánh mình. Đôi khi chúng ta cũng phải thử một phát xem sao.
Chạy xa mình hơn một chút. Lại chạy về. Không dám đánh. Được. Bốn cái đoạn cạnh nhau là nó không dám đánh rồi. Để xem thằng này như nào đã. Có thể mình sẽ đốt thành của thằng này đã. Kiếm tí tiền. For the gods. À, chỗ này mình có thể đứng ở đây. Starting out. Your next command. For the tribe. Tengri guides my steps. Thật là nguy hiểm. Ready for more orders. Mỗi chỉ một bước đi. Một quý tộc của chúng ta đang tranh đua trong một sự kiện địa phương yêu cầu ngài tài trợ. Tài trợ cho nó. Ờ thì tài trợ. Quarry praised. How can I help? Starting out. Is that all? Ready for battle. Sword of my people. Ổn đấy. Cứ bình tĩnh. For the tribe. Ô tài trợ cho nó mất mẹ 1000 rồi. Quarry praised. How can I help? Vãi cả tài trợ luôn. I will tend to our warriors. What do you want? I would gladly die for my people. For the gods. For the gods. I'll scout ahead. I am the knife in the dark. Mình sẽ vây cái thành này, đốt cái thành này luôn. Không thì hết tiền rồi. Mấy thằng Sassanid kia không dám kéo quân xuống đánh mình. Ra đây cu. Ăn đi. Đối với Hung Nô thì không cần phải đánh trận nhiều mà phải cướp bóc chứ. Đánh trận có được tiền đâu. À lại cử tiếp quân sang à. À mình nghĩ là hay rồi. Cái đám này nó cứ đuổi theo đằng sau mình. Mình sẽ cho các quân đoàn của mình sang bên đất của nó trước. Đốt hết toàn bộ đất của nó. Nó kéo đến mười mấy quân đoàn ở bên này. Ấy nhưng mà nó còn đám đệ. Như này chứng tỏ nó cũng chưa dám đánh mình. Đôi khi chúng ta cũng phải mạo hiểm một tí xíu. Nó chạy rất sát mình nhưng cũng không dám đánh. Được. Như vậy là nó cũng thấy tương quan lực lượng là không ăn được mình nên nó đang chạy. Đôi khi chúng ta phải dự đoán một tí. Nếu nó đánh thì nó đã đánh rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tập sinh con ngoài giá thú, ảnh hưởng cho Chatroton 10 cộng 10.000. À nó lại giả lại tiền mình thôi, chả mất gì. Ô, 4.000 một lượt. À mình đang cắm trại trên hai vùng đất, thế chắc mình phải qua lượt này đã để có thêm tí tiền ạ. Cắm trại trên hai vùng đất đây rồi. Ready for action. Bọn này nó chạy được ra đây đấy. Yes. What? Yes. What? Constant vigilance. Chạy trên hai vùng đất. I am alive in the dark. I shall see them to their ancestors. It is done.
Mày. Lượt sau mua xe bán đá là được. Chắc mình cần vài lượt để mua xe bán đá. Quân đoàn nào nhỉ? Đây. À dạ. Lên cung vàng, nó tăng thêm một đạn dược à? À, thêm một lượt bắn. Lượt sau mình sẽ mua xe bán đá. Cung vàng rồi. Cung vàng của hung nô rồi. Máu vàng nữa. Quân thì rẻ thôi nhưng mà upkeep hơi cao đấy. 3, 4, 12, 1, 2. Upkeep của nó thì lại hơi cao. Mua khẩu pháo này thì ngon đấy nhưng mà cứ bình tĩnh nhá. Anh em bảo mình, anh ơi phát triển đi, đừng đánh nữa. Chết đấy. Thôi cũng phải nghe lời anh em tí chứ. À. Bọn này không dám đánh mình rồi. Khẳng định luôn, đến giờ này nếu mà chúng nó cứ đứng cắm trại như này là nó không dám đánh rồi. Vãi cả xoài, chỗ này gần 20 thằng nó định hội đồng mình. Đấy, nó đứng đây và cắm trại. Nhưng không làm gì hết. Chỉ cắm trại và không làm gì hết. Ui dồi. Đâm thế, à thằng này hết lương thực. Mình cắm trại trên đất của nó bị hết lương thực rồi. Ôi bọn này nó cử lắm quân đấy. Làm trung thành đang dao động à? Không phải tướng cầm quân là được. Cho nó dao động luôn. Không có quân thì mày làm phản làm sao được. For the gods. Tăng vào cái nhánh này. Tăng được đâu rồi? Ready for battle. Tính thôi, mua xe bắn đá. Chưa có quân gì mạnh hơn. We need good fighters. Wow, hết luôn tiền. 4.200 cơ mà, có tiền thì cứ từ từ đi. Yes. What? Tướng 3 sao. Xem là đám tướng ở Sassanid có thằng nào 3 sao. 4 sao này. Giết thằng này trước cho anh. 5 sao. Success, of course. Ôi. Thắng lợi quan trọng là tấn công chí tử luôn đấy. Là thằng này về thành giữ sức. Chết luôn chứ không phải về thành giữ sức đâu. Nó đang mất dần các lực lượng ưu tú. Mấy thằng này không ăn thua mấy nhỉ. Mấy thằng này ám sát tốt thế. 3 sao. 1 sao à. 1 sao à. 1 sao à. Tao ám sát hết cái đám 3 sao mày chứ. 4 5 sao đã, 3 4 5 sao đã. Lượt nữa. Lượt nữa để có xe bắn đá đó. Xe bắn đá to để đánh nhau được. Bây giờ mình mà sang đánh cái thành kia thì mình sẽ không cướp được trên hai vùng đất. Vậy là mình sẽ không có tiền. Nhưng mà mình cướp được thì mình sẽ chiếm được khá nhiều tiền. Kiếm được khá nhiều tiền. Úi dồi ôi, vãi cả cắm trại. Bây giờ mà diệt được cái đám này thì đúng là thực sự là cả một vấn đề luôn. Đông như là kiến này.
Yes? What? How can I help? เรียบหมดทางเลยนายเศร้าอ่ะหมดเศร้าอ่ะได้บ้าเศร้าเลยเรียบรถทำบ้าเศร้าเลยThe Ravens come. Was there ever a cloud? Ít ra mày cũng thành công được một phát. Yes. What? Some are born great. Lên rank à? Tốt. Mắc và ám sát rồi mà không thua. Một lượt nữa xe bắn đá của mình mới di chuyển được đúng không? Một lượt nữa.Nhà lính này, nhà pháo này, chuồng cừu, đàn bò, vẫn có thể xây được cái ruộng nữa nhưng mà chưa cần ruộng. Hai cái này bị trừ nhau à? Mà hòa.Càng nhờ, giờ càng thế, càng đét luôn. Ám sát hết cái đám tướng của thằng Sassanid à. Ôi dồi ôi.Có cần phải cử quân đông thế này không?Ô, mẹ nó chơi chết thằng Spy mày nhỉ? Con này gớm nhỉ? Ôi ôi, thêm cái thằng nào nó cử quân ra kia nữa mà đông thế?Đi sau có nhiều vệ sĩ bỏ tá này kể sướng nhỉ?Nhiều vệ sĩ phò tá quá, mình thế nào lại có nhiều vệ sĩ phò tá quá. Come, sit, share my fire. Grow của mình khá cao rồi. Thằng này thiếu lương thực trầm trọng. For the tribe. Let them cower.Bộ này hơi mạo hiểm đây. Laying siege to their hovels. Bộ này hơi mạo hiểm đây. How can I help? Sword of my people. Chỗ này nó là một con sông. You have more orders? Mình nghiên cứu cái nhánh ra.Vào đây đi. Ready for battle. Starting out. Get moving. For the gods.Move out! Is there nothing else? Attack! Trận này thực ra auto được nhưng mà... Nhưng mà bây giờ đánh như nào để có giảm thương vong nhẹ nhất nhỉ?
Besieging settlement. Ăn được luôn. Nếu ăn được luôn, nhưng mà thương vong mà nặng thì sẽ là một vấn đề lớn đấy. Blood and iron. Tôi quyết định ăn. Ăn thì ăn được nhưng mà sợ bọn kia nó vào nó đánh thôi. Sợ bọn kia nó vào nó đánh tiếp. Bộ binh của nó thì không sợ lắm nhỉ. À, mình có đạn pháo nổ. Đúng rồi. Mình có đạn nổ. Pháo to này nó có đạn nổ rồi, chuyên để chống bộ binh. Phá được cái tháp canh trước đã. Trời mưa thì không tốt cho việc công thành. Ôi, đánh luôn ở cổng này vào, chạy thẳng lên. Đây đây à. Bên này nó không có tháp canh đâu. Chạy vào hướng này được. Được. Chỗ này có hai tháp canh, bắn khó sập tháp canh lắm này. Đánh cẩn thận không nhỏ là bị đánh hội đồng tiếp theo đó là một vấn đề. Our reinforcements enter the fray. Rồi may quá tiếp viện của mình. Ôi giời. Ôi giời. The enemy has been sighted. Their tower has fallen. Good news. Ô tuyệt. Khẩu này bắn được ấy. Phát sập luôn à? May thế, bắn phát sập luôn. Nhiều lúc nó cũng may mắn đấy các bạn ạ. The enemy gates have crumbled. This settlement is on fire. Cổng thành của địch đã bị vỡ. Chỗ này toàn sốc kỵ luôn. Sập được cái tháp canh này thì rồi hay quá. Rồi phá tường nó ra để xông vào nào. Ready! Must burn infantry!
Sarà che dice lei. Bảo mày bắn vào cái chân tường này này, 40% cho xạ kỵ lên. Phá một lỗ ra. Dừng đi, có lỗ chui vào rồi mà. Giết mấy thằng khủng bố rồi. Tuổi xì tin nó dám cho quân ra luôn. Ra ngoài là chết luôn. Rồi, nắm lại cho anh. Cứ bình tĩnh, làm sao giảm thiểu thương vong nhẹ nhất. Bố trí lại lực lượng đã. Bắt đầu. Mình quên mất, mình tắt cái này đi. Bắn cho anh. Ơ kìa. Nó lại cho lính. Không được, người bọn này phải để sốc tự ăn. Vẫn bị không ăn được. Bắn bọn này cho anh. Dám cho quân ra càng tốt. Dám cho quân ra rồi lại rút ra đi. Sốc nó như thế này nó chịu làm sao nhiệt. Từ từ làm nào giảm thiệt hại nhẹ nhất được. Cái bộ binh của mình không chưa tham chiến à? Đừng có bảo là công thành theo kiểu kỵ binh nhá. Khử mấy thằng cung tên này của nó trước. Banser, những vũ công múa cột. À, chúng ta có tên, chúng ta có thể bắn mà. Rồi, cho bọn này vào bắn bớt tên đi, hết bớt tên. Kỵ binh của mình nó trang bị tên khá nhiều. Xong. Sure.
bắn mất tên thì đã. Nhưng mà trong thành của chúng nó vẫn còn nhiều quân lắm. Xe bắn đá rồi, di chuyển dần lên đây. Thì nữa sẽ phải, có thể là sẽ phải tấn công một vài mục tiêu trong thành. Rồi, giết mấy thằng bài cầm kiếm. Mất đi. Cho... Úi dồi ôi. Bắn chỗ này thì lo đạn à. Đó rồi. Cố gắng càng giảm được nhiều thương vong càng tốt. Mất tinh thần luôn. Nó đang dồn quân ra kìa. Rồi lại ra đã. Đơn vị này có trang bị tên này, cho vào đã. Và kỵ đứng đây đi. Bọn này vẫn còn tên cho nó bắn đó. Hạn chế chúng ta không chiến thắng mà chúng ta phải làm là để hạn chế tối đa thương vong. Binh nhỏ tiến vào cổng này. Mày đang ăn dìu nữa. Crossbow infantry. Bộ binh của mình. Ui dồi. Bọn bộ binh này. À đúng rồi, bọn bộ binh này cũng có trang bị javelin ném lao mà. Và đây bọn này. Mày dám ra đây để ném lao à? Ra đây mà ném lao. Ra đây mà ném lao. Tiếp tận rồi. À, trèo lên tường ném lao à. Ơ kìa, kỵ binh ở nó sang xông ra kìa. Ơ kìa. Vãi trưởng kìa. Ok. Không còn con nào luôn. Lén la này mình cũng không chết nhiều. Nó lén mình cũng không chết nhiều lắm đâu. Cho đôi co luôn. À đây rồi.
thích lên tường để lén à? Nó thích lên tường để lén à? The enemy are losing ground. Còn nữa, còn quất nữa. Ai à, đạo này bị thương nặng thế. Mấy thằng dìu này vẫn còn javelin này, ném tiếp. Mày thích lém, mày này. Hết tên rồi đấy. Con ngựa này nữa, còn tên, vào lốt đi. Ba thằng tướng. Úi dồi, pháo. Úi dồi. Bánh xác, nó có dìu. Tướng, chúng ta bị tấn công đấy. Rồi. Giết nguyên đội ngựa thôi. Ổn rồi đấy, tiến vào đây. À, quân ở trong thành nó còn đông lắm, bây giờ nó mới ra kìa. Hay là rút ra kỵ binh của chúng ta hết hết tên rồi. Bây giờ mới chu ra à. Úi dồi. Đúng rồi, cái lém bom ở đây. Lém đây chết nhiều lắm. Ôi ôi. Đội thứ hai tiến vào đây. À, bọn Zeppelin của chúng nó bây giờ mới bỏ ra. Bọn Zeal này chắc phải chia thành hai toán. Ăn vào đây. Bọn này ăn vào đây. Mày. Chan vào. Cho lính kiếm làm tường và lính dù chém. Bọn này nó sợ thọ nó lâu không? Bảo mình thọ nó bao lâu. Bên của chúng ta bắt đầu. Này nó toàn lính kiếm, sợ mẹ. Từ từ, cần rồi. Chạy hết rồi. Chạy hết rồi. Mình sẽ phải đi đường này. Kỵ binh của mình đâu rồi? Wow. Xong. Bộ binh La Mã mạnh lắm cơ mà, sao hôm nay nào yếu thế? Ôi
Zero, chém. Chạy hết rồi. Bây giờ để kỵ binh giải quyết. Điều chém nhanh nhất. Lên đây. Chiếm điểm này cho anh. Đạo quân của địch đã lấy lại được tinh thần. Tháp canh là bắn mình nhỉ? Chắc có chứ nhỉ? Cử thằng tướng đó. Ủa. Lancer là chuyên để sốc chứ không phải để tấn công cận chiến này. Mà méo có con không? À đây rồi, bọn này nó vỡ phá được tường rồi. Úi xồi, đạp đằng sau lưng à? Úi xồi. Xong, bị đạp. Quả sốc đằng sau lưng. Đi. Chết có 300 chiến sĩ thôi, được. Như vậy thì cũng không bị thương nặng lắm. Như vậy thì mình có thể trụ được. Xem cho nó dám đánh mình tiếp không. Nhưng có điều là chúng ta cướp này thì chúng ta chỉ được tiền chứ không hồi được quân. Không hồi được quân. Đó là một cái vấn đề cần phải lưu tâm. Rồi. Cướp bóc được 3.000. Không nhiều tiền lắm nhỉ. Ready for action. Hình như nó ghi nhầm nhá. Đây mình thấy mình được nhiều tiền này cơ mà. 13.000 hay sao nhá. Nhưng mà nói gì thì nói, quân đoàn này không lên công tiếp. Ready for action. For the gods. Laying siege to their hovels. Thằng này mất nhà. Không cắm trại được. Nhưng mà chúng ta lại có khá khá tiền. Lên cái gì đây? À. Ôi, mạnh thế. Ôi, nó lâng được một đời nữa.
Ôi bọn này mạnh thế nhở? Ôi thế mình không biết. Đây rồi, bọn này lên phát nữa này. Ôi lên hết. Được đấy. Thirsty for battle. Thirsty for battle. Có phải kỵ binh đầy đầu mà cùi đâu? Nó lên được bọn này. Ui ôi bọn kỵ binh cận chiến này nè. Ôi đam mà to thế nhở? À do tướng mạnh. Ô. Nó rank vàng nữa cơ nên nó mạnh. Giáp hơi cùi nhưng mà chuyên bậc thầy chống kỵ binh luôn rồi. Giáp thấp hơn tí thôi. Giáp chỉ thấp hơn tí xíu thôi nhưng mà mạnh lắm. Ngọt quá nhỉ. Đây, kỵ cung thảo nguyên thay thế cho. Nó dịch tao tung. Mấy thanh niên dịch tung quá. Nhiều cái không đúng. Rồi xem là xây dựng nhà cửa đây đã. Có tiền là nâng nhà lính lên. Cần bổ sung được một cái ruộng. Hai cái ruộng. Một cái ruộng nữa. Thanh niên này thiết kỵ rồi, xạ kỵ đâu. How can I help? Ready for action. Dạ kỹ này. Mua có cần không nhỉ? Hay là xây? Không, cũng phải lên xạ kỵ thật để sau này còn có kỵ binh. Cái này sẽ là mua cái gì được nhỉ? Chưa biết. Có thể là cái công trình này để mình tăng nó vào. Không, đây này để tăng vũ khí và giáp này. Cái này chỉ giảm phí đây. Tăng máy bắn đá, vũ khí và giáp. Đây, đây, đây. Để tăng giáp và tăng rèn vũ khí và giáp dành cho cận chiến. Rồi. Ổn. Thirsty for battle. Warriors all. Ready for action. Nào bây giờ xem thằng nào nó đến đánh mình tiếp không ạ? Hoa lửa đã. Thế là chúng ta đã đốt xong Hy Lạp. Nếu như mà nền kinh tế cho phép thì có thể mình... À, chúng mày cứ đứng ở đấy. Không dám đánh anh à? Thế tốt rồi. Nếu mà chúng nó không dám đánh mình thì mình sẽ tăng thêm quân số. Nếu mà cướp được thêm ít tiền nữa mình sẽ tăng cố gắng full cả 4 quân đoàn này. Cho chúng nó vỡ mặt luôn. Không thanh niên nào dám đánh mình. Tốt rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Chạy ra đây không dám đánh mình chỗ kia. Tốt, tốt, tốt. Có thể mình sẽ phải chạy sang chỗ đất của Đông La, Tây La Mã. Cố gắng đồng minh được với Tây La Mã không nhỉ? Đồng linh được với Tây La Mã thì là đẹp nhất. À, khôi phục lại nhà em. Anh lại đốt thôi. Thắng lợi quan trọng. Đế quốc Tây La Mã bị hủy diệt. Ôi thôi 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 xong. Thế này thì chúng ta chỉ còn chúng ta với Đồng Nàn rồi. Như vậy là La Mã đã bị diệt vong. Thế giới đã không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Thế giới đã không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Am I always to be disturbed by foreigners? If it is arms you want, talk to my major. Thằng này nó hòa bình này. Đòi là tí tiền xem chịu không. 3.000 không được, 1.000 thôi. Chắc là 1.000 được.
À, 1.000 được. 2.000. 2.000 vẫn được à? Nó ngọt thế. 2.500. Mẹ nhà mày. Thôi lấy 2.000 của nó vậy. Mặc cả thêm được 200 nữa chẳng hạn, nhưng cũng chả làm gì. Tình hình là có vẻ bọn này nó cũng không dám đánh nhau mình nữa rồi. Thằng này. VC World. Nó còn một thành thôi mà. Suebi. À, du mục rồi à? Greetings, friend. I've called for. Thằng này, mỗi thằng này mặt xanh mình. Quân Welcome, khai. I suppose. Vẫn còn có những thằng thích đánh nhau mình. Feasting and hunting. À, hay quá. Listening. So be quick with your chattering. Được rồi. 3.000 à? 2.000 đi, kiếm tiền á. Không được. 500. Trời ơi. Rồi, chúng ta cứ hòa bình được thằng nào tốt thằng đấy. Không, chúng ta cứ đuổi theo nó quầy này thì chết. Bù nhìn thì không. Speak quickly. Thằng này hòa bình phát sao. I am sure you have many pleasant. I am sure you have many. Chết thật. Are you brave or foolish or chat? Am I always to be this? Thôi cho thanh niên này cắm trại phát đã. How can I help? Thanh niên nào quân không bị thương? Đây. Thanh niên vua luôn. We take the settlement for the drive. Nhưng mà không có xe bắn đá. Ready for action. Laying siege to their hovels. Tiếp một thằng nữa. Đánh trận lên rank, lên cấp. Come, sit, share my fire. Ôi, hết tiền rồi. Rồi. Rank thì rất là cao nhưng mà nghèo vỡ mồm luôn. Thẩm quyền. Khí chất của chỉ huy. Đúng là khí chất của khí chỉ huy của nó thì rất cao nhưng mà những cái kia thì thấp quá. Thirsty for battle. For the tribe. Ôi ôi. Đợt sau là chúng ta lại phải di chuyển rồi, không là chúng ta nghèo đói rồi. Moving unseen. I could do more. Tám ngàn. Di chuyển ra đây thôi. Thì chính là quân đoàn này. Mấy đội kia phải có xe bắn đá nữa để khi cần có thể công thành. Nó chưa dám đánh mình. Âm 2.000 một lượt vãi trưởng thật. Đốt cái thành đấy của nó xong bây giờ chả còn tiền nữa. Sang Trung Đông nào. À, rút quân về nước thôi chứ còn làm gì. Chúng mày cứ ở đây.
bọn này không dám đánh mình rồi. Nó chia quân như này thì biết là không dám đánh rồi. Tốt rồi. Nhìn là biết thôi mà. Cái để thằng spy đấy để nó do thám đấy. Chết nhỉ, cả hai thằng La Mã dẹo sạch rồi. Toàn bọn ly khai của La Mã thì còn. Tốt rồi. Có vẻ chúng đang phân tán lực lượng. For the tribe. On our way. Is there nothing else? For the gods. Bên khu trên này đốt hết trên này cho anh. Starting out. Thằng kia không chịu hòa bình thì đốt. Next command. Mình cũng không mua được kỵ binh nhỉ. À thằng này cứ từ từ lên. Từ từ nó khác lên, đang xây nhà lính. Come, sit, share my fire. For the tribe. Get moving. You have more orders? Chạy ngựa rồi. Đàn dê, đàn bò, đàn cừu. Cứ phải có lương thực đấy. Có thực thì mới vực được đạo. Your next command. Come, sit, share my fire. Come, sao nhỉ? Sit, share my fire. Xa thì bọn kia nó cũng chưa di chuyển tới được. Sit, share my fire. I shall see them to their ancestors. Mình đang chết một thằng spy, chắc phải lượt sau nữa thì mới hồi được. What is all? Quabi phrased, how can I help? Quabi phrased, how can I help? Quân đoàn nào nhỉ? For the gods. Nó chưa hồi lại được. Thằng này, đốt luôn. Đây nữa. Mày dám láo với anh này. Đề nghị hòa bình không chịu. Đốt luôn một lèo luôn. Nó thuộc nhóm La Mã thì vậy có nghĩa là nó sẽ không thể du cư được. Đốt hết thành của nó là nó thua. Không thể du canh du cư được. Ui, Sassanid không dám đánh mình là được rồi. Cứ không dám đánh mình là được. Nhưng mà mình phải đưa phòng làm với quân của mình không được phép để thương vong quá nặng. Mày chết ngu học. Ồ kéo xuống đây cả đám à, đứng đây để ngắm cảnh à.
không dám đánh. Bọn này là bọn không dám đánh. Đó rồi. Sao giả bất đồng. Do thám chỗ này cho anh. Sword of my people. I am done. Một cái thành nhỏ thôi. Ready for battle. Chúng ta lại có tiền đến nơi rồi. That is impossible. Chúng ta lại chuẩn bị có tiền rồi. Lay siege to their hovels. Chúng ta lại chuẩn bị có tiền rồi. Ready for battle. Tengri guides my steps. Your next command. À, vẫn cắm trại được. Thì sợ không cắm trại được thôi. How can I help? Cái tầm di chuyển nó quan trọng kinh khủng luôn. Nó chỉ thêm một nhích một xíu thôi là giữa các việc đi được và không đi được của các bạn luôn. Sao được rồi, thanh niên này đứng đây vậy? Rồi, quân đã. Trận này không được đánh đúng không? Đúng rồi, thanh niên này trận này không được đánh. Chỉ có hai thanh niên thôi, nhưng trận này chỉ cần thế thôi. Thành không có quân gác thì đánh làm gì? Mất được 4.000 mà. Đúng rồi, giàu rồi, giàu rồi. Tiếp tục phát triển lên. Cắm trại xuống cho anh. Hay lắm. Đây là trại bắn cung. Thằng này nó lên là nhánh lương thực rồi. Lên cái này đã nhỉ. Lên cái này để lên xe bắn đá luôn. Lên xe bắn đá luôn. Thanh niên này có xe bắn đá rồi. Thiên về bộ binh. Lên cái này để lưng và giáp cho bộ binh. Đúng rồi. Giáp nữa cho bộ binh. Bắt đầu có tiền, chúng ta bắt đầu có tiền rồi. Come sit, share my fire. What do you want? Còn một thằng ở đâu nhỉ? Quar be praised. How can I help? Seen but unseen. Bọn này còn xa rồi. Đuổi không tới anh rồi em ơi. Rồi ôi cuộc đời chúng mày. Tiến sang châu Âu. Đốt nốt vùng Ban Căng. Xóa sổ mấy thằng dợ này luôn. À mấy thằng ly khai La Mã này luôn. Thật là tuyệt vời. Ha. Sassanid đang cử quân đi theo, đuổi theo à? Đuổi theo làm cái gì?
Cái thằng quân Ly Khai Đông La Mã này còn có một thành ở giữa đảo, thằng qua mày ở đảo thôi, may mà trên đất liền tao đốt mà chết rồi. Rồi, thanh niên kia mua quân để tự sát à? Ai chà. Phá hoại được mình hay ác ấy nhỉ? For the tribe. Quân đoàn này full à? Take this settlement for the tribe. Mày hả bưởi, mấy thằng La Mã, mấy thằng Ly Khai Tây La Mã, nó giết chết hết cả đám La Mã rồi. Mày hả bưởi. Thirsty for battle. Thành to thì lại phải là Attila mới. Attila mới đánh được. À, nó khóa mình không di chuyển được này. On the move. Ready for battle. I will see to it. My way's blocked. Làm anh phải cử ra thầy tu đi ra. On and on. Một trăm hai chín à? Thôi cứ hồi phát đã. Chả có gì phải vội vàng. Ready for more orders. Quar be praised. How can I help? Hai thằng trèo sang đất của nó đứng. On the move, lads. You have more orders? Chạy luôn. Hai thằng trèo sang đất của nó mà đứng. Thirsty for battle. Bị nó mất khả năng di chuyển này. Traveling silently, I will see to it. Ready for battle. Mẹ cái bọn này. On the move. Không di chuyển được luôn, sợ thật. I have the knife in the dark. The shadows take them. Nó làm mình mất thời gian quá đấy. I have not succeeded. For the gods. Thôi khá, cứ bình tĩnh. Nó không câu giờ được nhiều đâu. Đốt xong Hy Lạp, đốt lốt Ban Căng, đốt lốt Ý. Đốt Ý xong thì mình lại không sang được châu Phi ngay nhỉ, mình lại phải quay lại à? Bởi vì là mình đi đường biển là mình nguy hiểm lắm. Dễ chết. À, rút lui chiến thuật à? Thế thì cuộc đời chúng mày còn lâu mới làm gì được anh? Xong rồi. Được chú thế nào? For the gods.
sword of my people. Is there nothing else? Đến mùa rét rồi, lên phía bắc nó có một đặc điểm đó là mùa rét. Chúng ta lại phải đợi thời tiết ấm hơn để tiếp tục. Sword of my people. Rèn luyện vũ khí này. Cộng 5% sát thương cận chiến. 5 giáp tăng 10% vào giáp và vũ khí. Ready for action. Thanh niên này là đây đã, kỵ binh giáo dài đấy. Xạ kỵ thế là được rồi. Come sit, share my fire. For the gods. Ổn. Lượt sau cho thời tiết tốt hơn đấy. Mình không thể vội vàng được. Quân của mình sẽ bị thương rất nặng. The gods are with us. Come. Không thể vội vàng được. Vội vàng là có thể bị diệt vong. The shadows are friends. What do you want? To work then. Have things to attend to. Oh. Hải quân của La Mã này, mạnh chưa? Thế này mà mình mò ra biển mình vỡ mồm luôn này. Ui, toàn thuyền chiến hạng nặng đời cuối luôn, pháo đời cuối luôn này. Mò ra biển à, chết đấy. Thirsty for battle. Đợi thời tiết tốt hơn, công lốt cái thành này. Úi xời, chạy hết à con. Rút hết rồi, chúng nó có vẻ là đến bây giờ là mình không lo lắng nữa rồi. Không thằng nào dám đánh mình à. Nếu mình cứ đủ quân. Chắc là phải có tiền em ạ. Nói chuyện không à. Thời buổi này không có cái lối ngoại giao bằng nước bọt đâu. Không có lối ngoại giao bằng nước bọt nhé. Thích hòa bình cũng được. Có vẻ như cái thằng Macedonia nó lại khôi phục được một cái thành nào nữa lên rồi sao nhỉ? Dù sao thì mình cứ chỉ cần đốt một lần là nó cũng tính rồi mà. Làm chúng thành ra động. Chắc nó khôi phục được cái thành ở dưới này à? Không. Nhưng nó bị đốt cả rồi. À đây. Nó chui ra Constantinople nó khôi phục à? Tưởng mày thế nào? Come, sit, share my fire. Không phải hai thằng này đánh nhau chứ? Hai thằng này lại đánh nhau à? Nhưng lại chúng mày thân với nhau thế cơ mà, bây giờ lại chuyển sang đánh nhau à? Greetings, most excellent friend. Be at. Thằng này nó cũng không ưa thằng Sassanid cho lắm. Ôi mình làm con gái thế.
hai thành. Thôi kệ nó. Ready for action. Warriors all. For the gods. Chúng nó đang cắn xé lẫn nhau nữa, tuyệt vời, tuyệt vời. Không có quân à? We take this settlement for the tribe. Ready for battle. Get moving. Guard be praised. How can I help? You have more orders. Yeah! Làm giàu không khó. Ok, còn thằng nào ấy? Thanh niên này à? Thanh niên này chưa được đánh trận à? Come, sit, share my fire. Không vội vàng để tách xa là dễ chết. Sword of my people. For the gods. Thế này đã, để kiếm tí kinh nghiệm đã. Lên kinh nghiệm và lên rank cho quân đoàn. Mười ngàn đấy chứ không phải ít đâu. Tiền cả đấy. Ready for action. Ồ, trả thương vong gì à? Có máy bắn đá rồi. Rèn vũ khí cho bộ binh cận chiến. I am the knife in the dark. Heading out. Thằng này bây giờ bị hai thằng quay liền. À, bọn này sao đến đây cơ? Chỗ này có thằng phanh. Khu này tiêu điều. Khu này thì vẫn còn này. Đốt hết. Xem nhiệm vụ của mình à. Mình đã hạ được 7 thằng rồi. Cướp phá 70 khu định cư, tổng cộng 20. Có vẻ như chúng ta không nghèo nữa rồi. Phát triển đến một mức nào đó thì mình có thể cho thành tách quân đoàn được không? Không nên tách xa, vẫn đi về gần gần nhau. À, lại lên à. Ok. Bọn khỉ này nó đã đánh lẫn nhau này. Thằng Visigoth này nó đánh cái thằng này này. Nó không đánh được mình, bây giờ nó chuyển sang nó đánh lẫn nhau à? Thật tuyệt, thật là tuyệt. Có thể mình sẽ đàm phán với thằng này. Đàm phán hòa bình đi. Nó đang bị một lũ đánh kìa. Not expect the good wine to ease your parched throat when you are done. Nó không muốn làm chư hầu của mình đâu. Hiệp ước hòa bình. Tham chiến chống lại thằng Ostrogoth này cho nó. Đòi nó tí tiền cho nó. Peace, honestly forged between men, is a worthy thing. What say you? What say you? Kiếm tiền đã. Rồi, ok. Chúng ta đã hòa bình với nhau.
Và thằng này nó thích chiến với anh mày, thế anh sẽ xử gì giúp mày. Chúng ta lại có hòa bình và chúng ta sẽ lại có tiến chiến tranh tiếp. Chỉ là lần này chúng ta sẽ có đối thủ khác. Thanh niên này vừa khôi phục cái thành lên à? Không được, quân mày đông lắm. Ôi, nó lắm lính giáo thế nhở? À, lính giáo thì mình công thành mình không sợ. Lính giáo thì mình lại không sợ lắm, công thành thì lại không sợ lính giáo. Có mấy anh quẩy đá à? Ôi dồi ôi, may quá. Nó vừa mới khôi phục thành mà sao thành nó ngon thế nhỉ? Không bị sập xiếc gì. Phải có nhé, bên này hỏng, đúng rồi. Phải tấn công từ bên bị hỏng chứ, tội gì. Đây, thành bên này sập hết rồi. Tiến vào anh em. Này chúng ta chỉ cần bắn đạn lổ, không cần bắn đạn lửa nữa. Kỵ binh của chúng ta trận này cho bọn kia đứng làm dự bị luôn. Còn bên này xâm sang kìa. Ôi ồ, may mình chọn đúng bên này. Lá vào bọn này cho anh. Trời chết cái bọn cung tên. Sợ rồi, bị ăn mấy quả là pháo lổ thì chết rồi. Ui dồi, chết vang xác luôn. Dạ, anh không ngu gì anh cho bộ binh tấn công trước đâu. Xong. Lá bọn tầm xa là cho anh trước. Úi xùi. Mưa tên. Ui dồi, ui dồi, banh xác. Rồi, pháo rừng đi. Pháo rừng. Xạ kệ rơi đi.
Giá kỵ dừng, trận này đánh tay đôi nhá, cho bọn kia đứng ngoài dự bị luôn. Ngoài đứng đây. Phá phải để dành đạn, có thể là mình đây này, bọn này nó còn nhiều đây. À, nó cho cung tên ra đây à? Kỵ binh xa kỵ đâu ra đây, chuẩn bị pháo. Bắn. Pháo bắn vào đây. Ô, pháo khẩu xa thế, khẩu được tận chỗ dưới này kìa. Our ambush troops have been detected. The battle is turning in our favor. Từ từ, ra đây đi em ơi. Đừng đi ra đằng đấy. À, mấy con ngựa này tao bảo có nghe không? Rồi. Lạ vào đây. Bắn. Xuống. Này. Này thì quẩy đá này. Bắn vào đây. Tướng địch đã chết rồi. Ôi xồi. Ở đây đâu còn thằng tướng nữa mà. Lại mất tinh thần đấy. Chưa kéo cờ trắng thì chưa được. Giải quyết lốt thằng này đấy. Xây bắn đá hết đạn rồi. Xạ kỵ con. Ui xồi. Bốn thằng gớm nhở, mưa tên này mà nó vẫn sống được à? Ôi dừng bắn tên em ơi. Cánh này vẫn còn không di chuyển ra đây à? Xông vào. Attila chỉ huy quân đoàn. Úi giời ơi. Ăn vào mắt à. Ôi. Bộ binh của Hung Nô ác vậy. Ai à? Thế thật à? Bọn chúng nó nát luôn à? Ơ kìa, nó bắn kìa. Nhanh.
xóa cái chạy hướng này. Ăn nó luôn. Phá tưởng. Đây rồi. Bắt nó luôn. Tướng đang chạy ra để yểm trợ. Cái bài của chúng mày không ăn thua đâu. Cần bắn tên luôn. Sốc luôn. Xạ kỵ sốc thì đúng rồi. Một thằng nữa hy sinh. Còn quân đâu nữa ra đây. Tướng chết. Bọn này nó không về, nó giữ thành đi à? Mấy thằng này này, đứng gác đây làm gì? Sợ con này của anh đến à? Nhà thì sập bố luôn, mất nhà rồi đâu. Hành quân vào nào. Bộ binh Boss Baran. Ui, bộ binh của Hung Nô chất vãi trưởng nhỉ. Thằng tướng nó ra đấy rồi thì làm gì còn thằng nào trong thành nhỉ. Sao nó chưa mất tinh thần thì chết nhỉ? Lạ thật. Ôi dân ở thành này. Nó đang đi lại. Tháp canh nó đã nói bắn mình rồi. Tấn công từ hai phía cho anh. Ôi dân nó lên. Ôi nó kéo dân kìa. Dân nổi loạn này. Ai à. Úi dồi. Dân nổi loạn kìa. Dân xông ra để quyết tử một lần à. À đây là chúng ta gọi là thảm sát dân thường. Ôi bác lông dân này làm gì đấy. Hội thân ui lại mất đầu. Ôi ôi xong rồi chạy hết rồi. Chết có 117, chủ yếu là cái lúc mà xông vào phá này thôi. Các bạn thấy không, xe bắn đá rất hiệu quả luôn. 300, hơn 300 bình quân là được
Xong gần 600 thằng chết, 900 thằng luôn. Gần 900 thằng chết vì xe bắn đá. Trận này bộ binh gần như chỉ tiếp quản. Chiến tranh là nó phải như thế. Thực tế là không cần cái đội quân ở bên kia xông sang, mình chỉ đánh có một quân đoàn là mình thắng. Bộ binh của Hung Nô mà không chất à? À, cắm trại được, hay quá. Cắm trại được. Phát thứ hai thì cắm trại được. Thirsty for battle. Come, sit, share my fire. Có một thanh niên lên cấp. Wow, quân đoàn này mạnh vãi trưởng luôn này. Phạm vi tấn công tầm xa, cái này rất tuyệt vời luôn đấy. Tỷ lệ tấn công tầm xa, đạn dược, sát thương cho kỵ binh đánh xa. Đoàn kết tuyển dụng, sĩ khí của vùng địch và địa phương. Cái này không quan trọng lắm. Tốc độ di chuyển, trận chiến cho kỵ binh. Cái này thì đánh nhau với La Mã. La Mã còn thằng nào đâu. Đạn dược và kinh nghiệm cho đạo quân đánh xa. Cái này, hai cái này tỷ lệ tấn công tầm xa 20 điểm. Nói chung hai cái này đều cần phải tăng. Thế như nào nhỉ? For the gods. Đây đúng không? Quân đoàn của Hung Nô đúng không? Ôi, mạnh lắm. No, không phải. Đây, 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 quân đoàn này. Quân đoàn này. Cái gì đây? Nó lên được cái gì đây? Lên bóng ngựa. Lên bóng ngựa, quân đoàn này mạnh lắm. Đúng rồi, quân đoàn này chỉ số nó được boost nhiều thứ thế cơ mà. Tốc độ lên 113 thì có mà đuổi vào mắt nó luôn. Tăng cả cận chiến à? À ừ đúng rồi. Tăng sát thương cận chiến này. Tuy nữa là tăng cả phòng thủ cận chiến nữa cơ. Sát thương cận chiến. Giáp nữa. Đúng rồi, Hung Nô giáp hơi củi. Tăng giáp lên nữa thì ngon. Rồi. Mấy thằng này. For the gods. Do tháng tiếp cho anh. How can I help? That is not possible. Yes. 20.000, khá tiền. Lại cuộc yes. Sống mưu sinh. Come, thì chúng ta phải đi cướp bóc. Ready for action. Cướp và kiếm tiền, cướp để kiếm tiền. Rồi qua lượt phát đã. Quá tuyệt vời luôn. Thời kỳ khó khăn đã qua. Nhưng mà chưa biết được. Nó thực sự thì cái bản này mình thấy chưa biết thế nào là dễ dàng và khó khăn cả. Dù sao thì đây là thằng La Mã cuối cùng. Có vẻ như thằng này là thằng quân Đông La Mã. Nếu như nó chịu thành đệ mình thì mình cũng tha cho nó thôi. Mình cũng không muốn tàn sát đến người lính cuối cùng của nó đâu, nhưng mà khả năng là hơi khó. Many good men have died in our wars. Một hiệp ước hòa bình à? Our people look to find terms that will bring hiệp ước hòa bình còn bắt mình chi tiền chứ. Mày nghĩ mày là ai đấy? Chẳng qua bây giờ anh chưa muốn đánh mày thôi nhá.
quân sự của mình phát triển đây rồi. Học vào cái này nữa, chạy bộ binh lên cuối, đời cuối nghiên cứu vào đây để có thêm cái nào đó, tăng thêm lính nhỉ, đây nữa. Tốt rồi, mình sẽ có đội kỵ binh xịn luôn. Âm tiền à, chuyện nhỏ đi. Khi chúng ta còn cướp bóc được thì chúng ta còn nhiều tiền lắm. Ô, tăng gì đây? Tăng giáp, tăng kiếm. Chỗ này nó là con sông à? À. On the move, lads. Your next command. Nó là con sông. Thirsty for battle. Move out. Bây giờ sang đây để kiếm tí tí tiền. For the gods. Có thể là mình sẽ bổ sung thêm lực lượng cho các đơn vị kia nhỉ. Ví dụ như đơn vị này thì ổn rồi, 6 đội xã kỵ là cũng ổn. Starting out. Is there nothing else? Rồi, cắm trại như này là ổn. Ready for battle. Rồi, rất ổn. Mũ quân. Thirsty for battle. Đấy, có ngay kỵ binh hạng nặng. Mình chưa có sốc kỵ. Chưa có sốc kỵ ở đây. Cần phải có thêm sốc kỵ nữa. 4 đội sốc kỵ nữa. Là mấy quân đoàn này hổ báo ngay. Tốc độ chậm hơn nhưng giáp rất cao hơn. Phòng thủ và tấn công cận chiến đều tốt hơn. Máu nhiều hơn. Giáp trâu. Kỵ cung thảo nguyên. Trại bộ binh, ồ tiếp. Tốt, nâng cấp tiếp trại bộ binh lên. Nào. Dò thám xem bọn này nó quân cán nào. À. Hết rồi, nó chỉ có cần này quân thôi à. Được, xử lý bọn này trước. Rồi. Thanh niên này anh tha cho nhá. Cảm ơn anh nhá, không muốn oánh chết luôn. Đang cải tiến. Come then, speak. Thôi được, hòa bình với thằng này. Chiến tranh nhiều mệt lắm. Welcome, speak. Thấp à? Thấp, tao đốt đến cái nhà cuối cùng mày luôn. Thằng này rộng này, 13 thành cơ. 13 tỷ. Welcome, friend. Welcome. I greet you as befits your reputation. Now, friend, speak plainly. Gả cái con này đi sao? Ôi, xấu quá, nó không thèm lấy. Lại phải bổ nhiệm các tướng lĩnh tiếp rồi. Attila đâu? À, Attila được lên chức rồi. Mấy đứa con ông cháu cha này mình thấy chán thua cái gì cả. Vẫn chủ yếu phải là Attila thôi. Tăng mạnh cho Attila. For the tribe. Attila thì cái xảo quyệt thấp lắm. Khả năng có con hoan cộng 5%. Ho 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 ho.
Mình vào đánh ở sa mạc thôi nhỉ. Nhiệt huyết cộng 1. Thu thập từ cướp sạch, cướp phá. Sát thương và huấn luyện khiên à. Nhiệt huyết. Cái này đi. Attila thì mạnh thôi rồi. À. Đốt 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 đốt. Thằng này nó đốt. Thằng Visigoth. Thằng Visigoth nó đốt của thằng La Mã, Ly Khai La Mã. Sao bọn chúng nó đang hợp nhất đánh mình mà tự dưng chúng nó lại dở giáo đánh nhau nhỉ? Thế nó mới thú vị chứ. Đời không ai biết trước chữ ngờ thật. Thời tiết xấu quá nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.